Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với những người làm việc tại khu kinh tế. Theo đó thì sẽ giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng này. Cụ thể, đối tượng được áp dụng là các cá nhân ký hợp đồng lao động với Ban Quản lý Khu Kinh tế và các doanh nghiệp tại khu kinh tế hoặc với các doanh nghiệp bên ngoài nhưng được cử đến làm việc tại khu kinh tế. Số thuế thu nhập cá nhân được giảm là 50% tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Trong trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế trả, thì số thuế được giảm chỉ tính trên số thu nhập chịu thuế tại khu kinh tế. Dự kiến Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư này trong năm nay, thay thế cho thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính trước đó.